Đấy. Thì như những buổi trước đúng không? Mình học về array thì ví dụ mình có một array này, đấy thì mình có thể dùng một for như thế này để chạy qua từng phần tử bên trong đúng không? Thì một for này sẽ có cái i này chạy từ 0 đến cái độ dài của thằng array này đúng không? Thì mọi người có thể hình dung này, với thằng for đúng không? Mình có thể lợi dụng i này để làm cái vị trí của từng phần tử trong array đúng không? Đấy. Thì mình sẽ lôi từng phần tử của nó ra này bằng cách là tên array đúng không? Và cái vị trí của nó. Được chưa? Mình sẽ chạy file này. Nốt cộng tên file. Đấy, thì nó chạy qua từng phần tử đúng không? 1, 4, 3, 5, 7 này. Đấy, chạy qua từng phần tử trong ở đây đúng không? Đấy, đây là mình xem phần tử trong ở đây nhá. Còn nếu như này, mình muốn thay đổi các phần tử trong này đúng không? Đấy, thì mình sẽ làm như nào? Ví dụ nhá, thì trong thằng JavaScript nó sẽ có một cái công cụ để mình có thể vừa chạy qua từng phần tử trong array này đúng không? Dùng cái phần tử trong array đấy để có thể mình hello đấy, thì trong thằng JavaScript nhá thì mình sẽ có một số những cái công cụ có sẵn của thằng JavaScript để mình có thể đi qua từng phần tử trong array này đúng không, để mình có thể tương tác với từng phần tử này và trả ra một cái kết quả, một cái array mới. Rồi, kết quả này có thể giống hoặc khác tùy mọi người. Được chưa? Thì ví dụ nhá, mình sẽ có một cái method dành cho thằng array nhá. À, thằng map. Đấy, thằng map đúng không? Thì anh em sẽ dùng như sau. Tên array này. Tên array nhá là test này. Đúng không? Chấm .map. Với thằng map này nhá, mình sẽ chạy qua từng phần tử trong array. Đúng không? Thì ở bên trong thằng map này nó sẽ có một cái function. Function nhá. Đấy. Và nhận tham số đầu vào sẽ có hai tham số. Tham số thứ nhất là cái em có thể hiểu là từng phân tử trong thằng array test này, chưa có thể gọi là element đi. Đấy, và tham số thứ hai là cái index, tức là cái vị trí của phân tử đó trong array. Thằng map nhá, nó sẽ nhận hai tham số như này. Được chưa? Thì mình thử console ra nhá, xem thằng element và thằng index này là cái gì. Mình chạy thử nhá. Đấy, thì với thằng map này đúng không, nó cũng sẽ trả ra cho mình nhá thằng element đúng không, element này sẽ có giá trị này 1 4 3 5 7 đúng không, 1 4 3 5 7 này đúng không, tức là element này đúng không, chính là từng phần tử trong array đúng không, từng phần tử này element chính là từng phần tử trong array đúng không. Còn index này, index nhận giá trị là 0 1 2 3 4 này đúng không, index này chính là vị trí của thằng element này, lên mình hiện tại trong array này đúng không? Tần số số 1 này, vị trí không đúng không? Vị trí không này, tần số 4 này, vị trí 1 đúng không? Đấy, tần số 3 này, vị trí là 2. Tần số 5 này, vị trí là 3 đúng không? Và tần số 7 này, vị trí là 4 trong array này. Được chưa? Thì tức là trong cái thằng map này nhá, nó nhận hai tham số này đúng không? Là element và index. Đấy thì tên này do người đặt nhá, được chưa? Đặt cái gì cũng được. Đấy, nhưng mình sẽ đặt như này cho dễ hiểu đúng không, là cái thằng tham số đầu tiên này nó là phần tử bên trong array, giá trị phần tử trong array nhá, tham số thứ hai chính là cái vị trí phần tử đó trong array. Đấy, thì nó chỉ là cái tên thôi, thì mình sẽ đặt cho nó dễ dễ hiểu cho anh em nhá. Đấy, đặt xem mình sẽ đặt element, element và index cho mọi người dễ hiểu. Element này là phần tử trong array đúng không, index là cái vị trí của nó ở trong array này. Đấy. Thì với thằng for này nó cung cấp cho mình sẵn hai tham số này để làm gì, nó cho mình hai tham số này đúng không, để mình có thể mình tương tác và trả ra một cái kết quả mới từ thằng element cũ này và thằng index cũ. Được chưa? Ví dụ nhá, mình sẽ từ thằng array cũ gốc đúng không, mình muốn trả ra một cái array mới có từng phần tử này
tăng gấp đôi lên chẳng hạn, đúng không? Tức là mình muốn đặt ra một cái array này có giá trị là 2 này, đúng không? 1 nhân 2 là 2 này, 4 nhân 2 là 8 đúng không? 3 nhân 2 là 6 này, 5 nhân 2 là 10 này, đúng không? 7 nhân 2 là 14 này chẳng hạn. Mình muốn ra một cái array mới có các phần tử nhân đôi lên như này. Thì mình làm như nào? Thì mình sẽ, đúng không? Lấy cái thằng element này đúng không? Nhân đôi lên đúng không? Đấy, mình sẽ return element nhân 2. Đấy. Và thằng này nhá, kết quả này sẽ trả vào trong một cái array mới. Đấy, thì mình sẽ console log cái thằng new array này nhá. Đúng không? Thì thằng new array này, này nó chính là các phần tử trong nó nhá, chính là từng phần tử trong thằng test này đúng không? Nhân đôi lên. 1 nhân 2 này, 2 đúng không? 4 nhân 2 này, 8 này. 3 nhân 2 này, 6 đúng không? 5 nhân 2 10. 7 2 14 này. Được chưa? Tức là thằng map đúng không? Nó sẽ từ cái array gốc ban đầu, từ thằng array gốc test đúng không? Nó đi qua từng phần tử của thằng test này. Đấy. Nhân đôi lên đúng không? Nhân đôi lên và trả về thằng array mới. Đấy. Thì đây là thằng map nhá, thằng map này này mình sẽ đi qua từng phần tử đúng không, nó sẽ cho mình chạy qua từng phần tử, từng phần tử trong array gốc đấy. Anh em có thể tương tác làm gì đó với thằng phần tử này đúng không, và anh em return ra một cái giá trị mới, được chưa? Để tương tác này đúng không, tương tác và return ra một cái giá trị mới đúng không? Đấy. Kết quả mới trả về đúng không? Sẽ được tập hợp trong một cái array mới. Đó, sẽ được lưu trong một array mới. Đấy, lưu trong array mới, còn array gốc thì sao? Nó có bị ảnh hưởng gì không? Mình sẽ lốc cái thằng test này ra nhá, xem nó bị ảnh hưởng gì không nhá. Chậm nhỉ. Đây, đúng không? Thằng test vẫn giữ nguyên đúng không? Đấy, thế là thằng map này nhá, nó không làm thay đổi array gốc đúng không? Nó chỉ là chạy qua từng phần tử trong array gốc này đúng không? Để tương tác đấy, trả ra kết quả mới và được lưu lại trong array đầu ra, được chưa? Thằng map nhá, đúng không? Đấy. Và cái này nhá, mình có thể mình dùng có hai tham số để dùng nhá, mình có thể dùng element này, index này, hoặc là một cái tham số gì nữa bên ngoài để mình có thể mình tương tác trả ra kết quả mới. Đấy. Ví dụ chẳng hạn mình muốn này, với thằng map đúng không, mình muốn trả ra này, kết quả trả ra nhá là tổng của tổng trong array này đến cái phần thể hiện tại đúng không. Tức là sao mình muốn này, mình muốn chạy map nhá, thì cái phần tử thứ nhất trả ra là 1 đúng không, phần thứ hai này là 4 cộng 1 là 5 này, phần tử thứ ba là tổng của các phần tử trước đúng không, 1 2 3 1 cộng 5 này, 4 là 5 đúng không, 5 cộng 3 là 8 này. Đấy, mình muốn chạy map này nhá, để phần tử trả ra này là tổng đến đến cái vị trí hiện tại ấy, đúng không? Thì rồi nhá, mình muốn này trả ra cái array mới đúng không, giá trị này 1 đúng không, không có nào trước đúng không, thì 1 cộng 0 cộng 1 này. Đó. Thứ hai nhá, 1 cộng 4 này bằng 5 này, tổng tức là mình tính tổng từ cái phần tử hiện tại đến các phần tử trước ấy đúng không. Đấy. Muốn nhá, phần thứ ba đúng không? À, 0, 1, 2, 3 đúng không? 3 này, cộng 4 này, cộng 1 đúng không? Mình muốn là 8. Đấy, phần thứ tiếp theo này. Mình muốn là 5 này, cộng 3, cộng 4, cộng 1, như này. 13 đúng không? 7 này. Cuối cùng đúng không? 7 này, cộng 5. Đấy, như này đúng không? Thì thành 20. Đấy, thì bây giờ nhá, mọi người thử dùng thằng for này đúng không? Kết hợp giữa element này
và index để trả cho mình cái array mới đúng không? Từ thằng array gốc này, các phần tử trong nó là tổng của các đúng không? Phần tử thứ không không thì bằng phần tử không cộng với số trước đó không gì đúng không? Phần tử thứ nhất này bằng thằng thứ nhất cộng thằng thứ không này. Phần tử thứ hai này đúng không? Bằng thằng thứ không này cộng thằng thứ nhất cộng thằng thứ hai. Tức là tính tổng các phần tử trước đó đúng không? Đấy thì mình sẽ làm như nào? Thì em có thể vận dụng thêm thằng index này nhá. Index này đúng không? Mình muốn chạy qua từng phần tử trong này đúng không? Để ra kết quả này thì mình có thể dùng thằng for, được chưa? Chạy thằng for này từ thằng đầu đúng không? Đến vị trí tại. Hình dung không? Đây nhá. Đây là index này đúng không? Thì lúc nãy mình construct cho mọi người ấy. Element này. Index đúng không? Thì element chính là cái giá trị của phần tử trong array đúng không? Và index chính là vị trí hiện tại của nó trong array. Được chưa? Này đúng không? Thì mình dùng thằng index này đúng không? Mình sẽ chạy vòng for trong cái thằng test này để tính tổng của nó đúng không? Tính tổng từ đầu array đến index hiện tại. Hình dung không? Đấy, tính tổng từ đầu này đến index hiện tại này. Thì nó sẽ ra như này đúng không? Index thứ nhất là không đúng không? Không này thì tính từ không đúng không? Một đúng không? Chỉ là một này, được chưa? Index một đúng không? Thì tính từ tổng từ không đến một đúng không? Thì thay này một này đúng không? Một rồi cộng với bốn đúng không? Thành năm. Thì như buổi trước là anh em có chơi thử cái bài là tính tổng các phần tử trong ở đây đúng không? Thì mình sẽ for qua nó. Giống nhỉ? Thế này mình sẽ giải thích nó lần lượt một chút nhé. Bài tính tổng đúng không? Ví dụ mình có array đi, thì mình muốn tính tổng của hai phần tử đầu chẳng hạn đúng không? Chỉ for nhá. Và này y bằng không đúng không? Y nhỏ hơn bằng không? Lấy tính hai phần tử đầu đúng không? Thì có thể nhỏ hơn hai chẳng hạn. Y cộng cộng này. Có một số tổng bên ngoài đúng không? Chính nó này cộng với phần tử thứ y trong hiện tại trong đây đúng không? Test thứ y này. Được chưa? Thì nếu như nhá, mình muốn tính tổng của hai này đúng không? Đây. Năm đúng không? Y này đúng không? Hai này. Mình muốn tính tổng của hai thằng đầu đúng không? Thì cho hai đây này. Mình muốn tính tổng của ba thằng đúng không? Thì cho ba đây đúng không? Một tám đúng không? Tức mình đang muốn làm cái bài kiểu như vậy. Mình đúng không? Thì đúng không? Mình sẽ cho thằng vòng for này vào bên trong app đúng không? Và thay cái thằng này đúng không? Bằng index này. Thì đúng không? Đấy, thì mình sẽ như vậy nha. Mình sẽ ghi để bài ra trong bạn dễ hiểu này. Trả ra âm rơi mới đúng không? Giá trị phần tử đúng không? Là tổng các dòng gió tập các phần tử trước đó đúng không, có giá trị phần tử đúng không, bằng tổng các phần tử trước đó đúng không? Đấy, tức là số 4 này thì phần tử mới không ở vị trí này đúng không, nó sẽ bằng tổng của các phần tử trước đó là 1 cộng 4 này đúng không? Phần tử mới ở vị trí số 3 đúng không, là tổng các phần tử trước đó đúng không, là 1 cộng 4 cộng 3 này, kiểu như vậy. Thì mình dùng cái phần tính tổng như này đúng không? Tổng như này. Đấy. Và anh em để ý nhá. Cái số 3 này mình thay bằng cái gì? Index đúng không? Nhưng mà này thì sao? Nếu như nhá,
phần tử thứ không đúng không? Thì không này, y bằng không này đúng không? Không thì nhỏ không là sai đúng không? Thì coi như cái đầu tiên không chạy rồi, lỗi đúng không? Thì phải nhỏ bằng nhá. Return sang tổng này. Thì kết quả trả ra như thế nào? Đúng không? Là array mới thế này đúng không, có phần tử này đúng không, giá trị của từ phần tử này bằng tổng trước tổng các phần tử trước nó đúng không, một này đúng không bằng một cộng lên trước nó không có gì đúng không, năm này đúng không bằng bốn cộng một đúng không, tám này đúng không bằng tổng các phần tử trước nó này, một bốn ba đúng không tổng của tám này, đấy, 13 đúng không bằng tổng các thằng trước nó 13 đấy. Ok không, thì ông thử làm cho mình cái này nhá. Cái phần này thì anh Tâm với bạn Đức Anh có bị khó hiểu chỗ này không? Hay là bạn Tùng hiểu phần bài này không? Hiểu xong là lại cho anh nhá. Ok. Bạn Đức Anh là cái phần này không có vấn đề gì đúng không? Vẫn hình dung được và làm được đúng không? Rồi. Còn bạn Nhi này, anh Tâm. Bạn Nhi, anh Tâm thì sao? Anh Nam. Hiểu đúng không? Ok, rồi thế mọi người thử cho mình nhá. Làm cho mình cái bài về thằng map này. Được chưa? Anh em làm xong cái phần demo này thì mình sẽ có những cái ví dụ khác để mọi người có thể tự luyện tập nhé. Ok nhá. Đây, mình có một bạn gặp trường hợp này, gặp là undefined này. Tại sao lại bị undefined? Do mình không return. Được chưa? Mình thiếu return này, đúng không? Tức là không không có đầu ra đúng không? Thì nó không biết cho cái gì vào trong ở đây mới cả đúng không? Thì nó sẽ cho undefined. Nếu mình không có return này thì ra undefined ấy nhá. Và có return nhá thì nó không biết là ghép cái gì vào trong array mới. Được chưa? Rồi. Bây giờ nhá. Thì mình tổng hợp qua một chút này. Với cái thằng method map trong array nhá, đúng không? Thì cú pháp này thì mình sẽ dùng cú pháp này là tên của array này, tên array gốc đúng không, tên của array gốc chấm map, bên trong này là một cái function này. Đấy, function này đúng không, nó sẽ nhận hai tham số đầu vào. Tham số nhất chính là cái giá trị phần tử trong array đúng không? Tham số thứ hai chính là cái vị trí của phần tử hiện tại trong đây đúng không? Đấy, và trong này, bên trong phần này đúng không? Mình có thể làm bất kỳ những cái thay đổi gì đó. Đấy. Và cần phải nhớ là phải return ra một cái giá trị đúng không? Return ra giá trị này. Được chưa? Return ra một giá trị gì đó này. Một giá trị đúng không? Thì giá trị này sẽ được lưu vào trong array đầu ra đúng không? Lưu vào trong cái thằng hứng kết quả này. Và new array này, kết quả này sẽ được cho cái thằng hứng này đúng không, hứng ở đây đấy. Còn cái thằng array gốc này không bị thay đổi gì cả nhá, được chưa? Và lưu ý này, thằng map đúng không, nó chạy qua từng phần tử trong array đúng không, tức là này thằng new array này đúng không sẽ có chứa bấy nhiêu phần tử, được chưa? Thằng gốc đúng không có 5 phần tử thì thằng này cũng có 5 phần tử đúng không, vì nó return ra mà đúng không. Đấy, mình không return thì nó sẽ hẳn undefined đúng không, còn return thì thằng new array này sẽ có giá trị mới tương đương vị trí index này. Nhớ phải return nhá,
không return thì undefined. Undefined. Rồi, bây giờ nhá, mọi người làm cho mình một cái ví dụ như sau. Mình muốn rằng anh em mình tạo cho mình một cái array mới, đúng không? Có giá trị này là giá trị của array cũ này cộng thêm 10 đơn vị chẳng hạn, cộng 10 lên đúng không? Tức mình sẽ có một cái array mới này là 11 này, 11 này đúng không? 14 này, 13, 15, 17 này. Anh em nhá, dùng map này tạo cho mình một cái array mới có giá trị bằng array gốc này cộng 10 đơn vị, được chưa? Tìm thử này cộng 10, cộng lên 10 đơn vị. Dùng map array mới. Có từ phần tử tăng 10 đơn vị so với array gốc. Mọi người làm cho mình cái phần bài này nhá, tạo ra array mới này có từ phần tử này tăng 10 đơn vị so với thằng gốc. Phần bài này cũng khá đơn giản đúng không? Mình chỉ cần chạy một thằng map này như sau, đúng không? Map thì mình sẽ có cái khung gốc như này đúng không? Đấy, một cái array mới này nhận kết quả trở về đúng không? Bằng array gốc chấm map này, function bên trong này đúng không? Đây cú pháp như thế này đúng không? Đấy, bên trong này đúng không? Mình làm một cái gì đó để trả về array mới đúng không? Có giá trị là bằng từng phần tử trong array gốc này cộng một đơn vị đúng không? Đấy, thì nhá, các phần tử trong array gốc đúng không, thì nó chính là thằng element của mình đúng không? Đấy, chưa tìm lốc ra nhá. Từng phần tử trong thằng gốc đúng không? Bây giờ mình muốn là phần tử trả về này tăng 10 đơn vị đúng không, thì mình chỉ phải là return ra đúng không, return này cái thằng element này đúng không, cộng 10. Đấy, thì kết quả này đúng không, 1 này cộng 10 1 11 đúng không, được lưu ở đây đúng không, 4 cộng 10 14 này được lưu trong này. Đấy, thì anh chỉ phải làm như này thôi. Rồi có slot như ở đây nhá, sẽ đưa ra cái gì đúng không? Nó sẽ lấy từng phần tử trong này đúng không, cộng 10 và trả ra. Rồi, làm thử bài nữa nhá. Anh em này, dùng map đúng không? Tạo cho mình một cái array mới đúng không? Có giá trị này bằng bình phương của từng phần tử trong array cũ, đúng không? Tức là 1 này, đúng không? 1 bình phương là 1 đúng không? 4 bình phương là 16 này. Đấy, 3 bình phương là 9 này. 5 bình phương 25 đúng không? 7 x 7 là 49 này. Đấy, thì anh em dùng thằng map này, được chưa? Tạo ra một cái array mới đúng không, có từng phần tử bên trong này là bằng phần tử gốc bình phương lên đúng không. Đấy, dùng map này tạo array mới có phần tử là bình phương của array, bình phương đúng không, array gốc. Các bạn làm cho mình cái này nhá, cũng tương tự bài trên đúng không? Đấy, thì anh em làm cho mình cái này trong khoảng tầm 3 phút gì đấy. Phần này anh em làm được rồi đúng không? Dễ đúng không? Full màn hình á. Vậy là có không bạn? Rồi, phần bài tập đúng không? Thì cái bài là tạo ra cái array mới đúng không? Phần tử bình phương lên đúng không?
Đấy, thì phần này cũng dễ đúng không? Chỉ việc là thay cái return đúng không? Bằng element đúng không? Nhân lên chính nó. Đấy, thì mình sẽ có ngay các phần tử mới đúng không? Bằng bình phương phần tử cũ. Rồi. Đấy nhá, đây mình vừa giới thiệu qua cho mọi người về cái hàm cái method map của thằng array đúng không? Thì mình tổng hợp lại một chút này. Thằng map đúng không? Thì nó sẽ giống con for ấy. Nó sẽ chạy qua từng phần tử bên trong array gốc này đúng không, để mình có thể mình tương tác đúng không và tạo ra một giá trị mới đúng không? Tạo ra giá trị mới dựa vào cái thằng giá trị gốc đúng không đấy, và anh em return ra nhá, mình return ra cái gì đúng không thì nó sẽ cho cái return đấy vào trong thằng array hướng kết quả ấy, đúng không, thằng này hướng kết quả này đấy. Return cái gì thì nó sẽ cho kết quả đấy vào trong thằng hướng này đúng không, và nhá thằng map này không làm thay đổi array gốc nhá, chưa mình có làm cái gì đúng không thì thằng array gốc vẫn không thay đổi đúng không, nhưng nếu mình làm đúng không thì thằng test này gốc của thằng test đúng không vẫn không ảnh hưởng đúng không, nó chỉ là tham khảo kết quả của thằng test thôi đúng không, để cho thằng mới chưa, thằng test này không ảnh hưởng gì cả đấy. Và số lượng phân tử này bằng nhau đúng không, thằng test này và thằng new array đúng không, số lượng phân tử bằng nhau đúng không, tại vì này thằng map đúng không sẽ chạy qua từng phần tử của thằng test đúng không và return ra đúng không, nếu mà thằng này return có kết quả đúng không thì thằng new này có kết quả đúng không, còn nếu mà không return thì này thành undefined đúng không, nên là đúng không? Kiểu gì thì kiểu thằng này cũng có số lượng phần tử bằng thằng này đúng không, số lượng phần tử bằng nhau nhá đấy, còn nếu mình không return ra thì nó sẽ nhận undefined vào trong thằng hứng. Rồi, đây là về cái thằng map nhá. Array trong array. Tiếp theo này, mình sẽ có một hàm nữa, hàm filter. Filter thì anh em nghe tên đúng không? Là để lọc đúng không? Cái phễu lọc. Đấy, filter nhá. Tiếp theo mình sẽ học về thằng gọi là filter này. Hàm filter. Filter này nó để lọc nhá, được chưa? Lọc ở đây này, để lọc ở đây đấy, ví dụ này mình muốn chạy qua thằng ở đây gốc này đúng không, loại đi tất cả các thằng lẻ đúng không, chỉ giữ lại những thằng chẵn thôi, được chưa? Thì sao đúng không, chạy qua thằng này loại bỏ đi thằng số 1 đúng không, lẻ này 3 lẻ đúng không, 5 lẻ 7 lẻ đúng không, mình loại bỏ đi số lẻ. Được chưa? Ví dụ nhá, thì mình sẽ làm như nào? Vẫn là cái thằng hướng nhá. Và này, new array đúng không? Bằng thằng test này, array gốc này, đúng không? Chấm filter. Chấm filter nhá. Và trong này đúng không? Mình sẽ cũng có một cái function y hệt như cái thằng bên map, đúng không? Bên trong thằng filter này nó cũng nhận hai tham số. Tham số nhất là element đúng không? Tức là giá trị bên trong của thằng array gốc ấy. Và thứ hai là index. Được chưa? Cũng là cái số thứ tự của thằng phần tử đấy bên trong array gốc. Được chưa? Lại lốc ra nhá cho anh em xem này. Element này. Và index. Đúng không? Nó cũng trả ra từng phần tử trong này đúng không? Vẫn là 14357 này, 14357 đúng không? 024. Index này là từng giá trị này đúng không? À, element là từng giá trị này. Index là vị trí đúng không? Đấy, với thằng này nhá, filter này, nếu như mình return true nhá thì nó sẽ giữ lại. Return false thì nó sẽ loại bỏ đi. Được chưa? False này là lọc đi này, đúng không? True nó sẽ giữ lại. Chứ ví dụ nhá, mình muốn giữ lại những số chẵn đúng không? Chỉ giữ số chẵn thôi. Số lẻ là loại đi đúng không? Đấy. Thì mình sẽ làm như nào? Kiểm tra nhá. Chẵn đúng không? Chẵn là chia 2 chứ 0 đúng không? If phần tử này đúng không? Chia cho 2 này, có số dư bằng 0 đúng không? Thì nó là số chẵn. Chẵn thì mình giữ lại đúng không? Giữ lại là return true. Đấy. Còn không phải đúng không? Else
thì mình lấy tấm phôn này, đúng không? Đấy, xem nhá, thằng new ở đây kết quả mới là gì. Đúng không? Bây giờ nó có mỗi số 4 đúng không? Tại vì 1, 3, 5, 7 này lẻ nó bé rồi đúng không? Còn mỗi thằng 4. Đấy, thì anh hình dung nhá. Filter này và những cái phễu lọc đúng không? Thằng nào đi qua điều kiện trong này. Đấy. Và nhận kết quả true phone đúng không? True là giữ, phone là loại. Đấy. Thì mình đấy, anh em làm cái này đi, rồi mình tóm tắt qua một chút. Thằng filter thì cũng dễ hiểu đúng không? Thì mình hiểu đơn giản nó là cái thằng hàm để lọc thôi, được chưa? Lọc theo điều kiện mình cho, đúng không? Đấy, thì mình sẽ tóm tắt qua cái thằng filter này nhá. Filter này, đúng không? Nó sẽ cũng là chạy qua từng phần tử trong cái đấy đúng không? Chạy qua từng phần tử này. Ở đây gốc. Đúng không? Để mình kiểm tra điều kiện đúng không? Đợt này chạy qua từ phần tử này, không phải là để thay đổi giá trị đúng không? Mà là kiểm tra điều kiện. Kiểm tra điều kiện này. Kiểm tra một cái điều kiện đúng không? Đấy. Nếu mà đủ điều kiện đúng không? Đấy. Nếu như mà anh mình mà return là true này. Mình kiểm tra điều kiện xong đúng không? Và anh em return true này. Return true đúng không? Thì phần tử nó giữ lại thì sẽ thì giữ lại phần tử này thì giữ lại này đúng không, vì tân phone đúng không, vì tân fail này chưa, thì sẽ loại bỏ đi phần tử này, thì sẽ loại bỏ đúng không. Đấy. Để lọc đúng không, thì đương nhiên là cái phần tử này cái array trả về đúng không, độ dài của nó luôn là nhỏ hơn bằng thẳng gốc đúng không. Array trả về này đúng không? Sẽ có độ dài đúng không? Độ dài đúng không? Nhỏ hơn bằng thằng gốc đúng không? Tại vì nó bị đọc bớt rồi đúng không? Nhỏ hơn bằng array gốc. Đấy, mạng này cũng không làm thay đổi array gốc. Không thay đổi gốc nhá, được chưa? Ví dụ này, mình thử có setup bằng test nhá. Không đổi đúng không? Thằng này cũng không làm thay đổi thằng gốc. Chứ nó sẽ lọc và trả một thằng array mới đúng không, trả về độ dài nhỏ array gốc này, không thay đổi array gốc. Kết quả trả về array mới đúng không, kết quả trả về trong array mới. Mới đúng không? Rồi thì bây giờ nhá, thì mình sẽ có một số những cái bài tập như sau, được chưa? Thì mọi người có thể làm thử nhá. Như bây giờ này, mình muốn anh em là lọc cho mình trong array này đúng không? Lọc ra những cái thằng mà có giá trị lớn hơn 5. Lấy ra những cái thằng giá trị là lớn bằng 5 nhá. Lọc array này đúng không? Chỉ giữ lại phần tử đúng không, giữ lại phần tử đúng không, lớn hơn bằng 5 các bạn người làm thử cho mình cái trường hợp này nhá. Đấy, phần này thì dễ đúng không, thì anh em chỉ việc là cho sửa điều kiện này đúng không. Đấy, nếu như thằng element này đúng không lớn hơn bằng 5, lớn hơn bằng 5 giữ lại đúng không, còn không thì bỏ. Lốc thằng như đây đây element bằng 5 đúng không. Rồi đây là filter nhá, lọc đúng không, thằng này cũng dễ hiểu đơn giản đúng không. Sang tiếp theo này,
hay là nó sẽ lòng ngoằng hơn một chút, sàng sọt thì tôi đúng không, sẽ có một cái này là thằng sort, sẽ hàm sort trong JavaScript nhá, sort là sắp xếp đúng không, sắp xếp. Đấy, ví dụ nhá, mình có một cái array như này chẳng hạn, không? Và bây giờ này mình muốn sắp xếp cái array này đúng không, theo thứ tự từ nhỏ đến lớn chẳng hạn đúng không, thì tức là hai thằng này phải đổi chỗ cho nhau đúng không. Đấy, thì mình sẽ làm kiểu gì thì thằng sort nhá, nó sẽ hỗ trợ mình sắp xếp luôn, được chưa? Cú pháp của nó như nào, đầu tiên này tên array này đúng không, mình sẽ cũng vào một array mới này bằng này array gốc này chấm sort, sort này trong này cũng có function nhá, một cái function này nhận hai tham số, tham số là a và b chẳng hạn. AB này là cái gì? AB này là các cái số đứng cạnh nhau trong cái array này, được chưa? Thì có thể là cái số trước và số sau ấy, đơn giản như vậy. Lốc nhá, lốc sang AB là cái gì nhá? Bên nó là gì thì mình sẽ lốc này. Nó sẽ lốc A và B. Đấy, thì kết quả đầu ra này. Thì đây. Sort modify. À, trên này đây nhá, 16 này, 16 đều đúng không, 1 này, đây này đúng không, 9 này đều đúng không, 16 đây, 25 đây đúng không, 9 đây, 49 này đúng không, 25. Tức là này AB là hai phần tử liên cạnh nhau đúng không, trong ở đây này, và nó sẽ dịch chuyển đúng không, chuyển cặp này đúng không, cặp này này rồi cặp này này rồi cặp này này đúng không. Đấy, từng cặp một đúng không, nó như vậy làm gì, nó sẽ xoánh hai thằng cạnh nhau đúng không, nếu mà nó lớn hay nhỏ thì sẽ đổi chỗ nhau đúng không. Đấy, tùy cả cái chiều mình xếp, được chưa? Ví dụ nhá, mình muốn xếp theo cái chiều tăng dần này đúng không, thì mình sẽ return a trừ b, được chưa? Mình biết làm trước cho mình giải thích sau nhá. Bây giờ A chữ B này. Rồi con số lốc nhiều ở đây nhá. Thì nó xếp theo chiều tăng dần đúng không? Đấy. Mình return này theo chiều là B chữ A này. Thì nó xếp theo chiều giảm dần. Này. Được chưa? Thì trước tiên nhá, anh em cứ làm cho mình cái ví dụ này trước, được chưa? Rồi mình giải thích sau. Đúng không? Thì mình giải thích nhá. Cơ chế hoạt động của thằng sort là như thế nào? Nó sẽ như sau. Đúng không? Đầu tiên đúng không? AB này đúng không, là hai số liên tiếp nhau trong ở đây đúng không? Thì nó sẽ lấy hai số này so với nhau này, đúng không? Nó so sánh rồi nó sẽ đổi chỗ với nhau đúng không? Ví dụ này, nếu mình muốn xếp chiều tăng dần đúng không? Tăng dần thì nó xếp số nhỏ trước, số lớn sau đúng không? Mình xếp chiều giảm dần đúng không? Thì nó xếp số to trước, số nhỏ sau. Đấy, thì nó xếp logic của nó như nào? Thì nó sẽ giải thích trong này. Được, anh em cách tìm kiếm thông tin nhá, thì mình có thể mình xem ở trong cái trang là W3 School ấy. Đấy, thì mình sẽ gõ này sort sort nữa JavaScript này, thêm cái đuôi W3 School vào. Đây, thì nó sẽ có phần giải thích. Đây, ok. Đến đây. Sort đúng không? Đấy, cú pháp đề nó sẽ như thế này nhá. Nếu này, cái phần mình vừa làm đấy đúng không? Nó xếp như thế nào? Nếu này, đúng không? Trong này cái phần return này, mình kết quả return ra nhá. Phần return này, đúng không? Mình return ra mà là số âm, âm nhá. Thì A sẽ được xếp trước B. Nếu là âm này, được từ âm thì A xếp trước B, đúng không? Âm này đúng không? Return
nhọn công này, đúng không? Thì A xếp trước B, A trước B sau, đúng không? Đấy. Nếu mà ra số dương, đúng không? Thì B trước A sau này. Số dương nhá, thì nó xếp B trước A đằng sau này. Không? Vì tơn ra không, đúng không? Không tức là hai số bằng nhau, đúng không? Hai chữ đều không này thì giữ nguyên vị trí, đúng không? Còn không, không này thì giữ nguyên vị trí. Đấy, thì từ logic này thì cái cú pháp đầy đủ của mình sẽ như thế nào? Như sau này, đúng không? Mình muốn xét thì nhỏ tăng dần, đúng không? Tăng dần, tăng dần, đúng không? Thì mình muốn này, thằng nhỏ trước, thằng lớn sau, đúng không? Chúng ta bỏ đây nhá, xếp chiều tăng dần nhá, xếp tăng dần này, chiều tăng dần, đúng không? Thì bốn này nhỏ trước lớn sau, đúng không? Thì là nhỏ trước lớn sau, đúng không? Nhỏ trước lớn sau này, đúng không? Tương đương này, đúng không? Đấy, tăng dần tức là nó như này, đúng không? Nhỏ trước lớn sau, được chưa? Thì đúng không, nếu này mình xem nhá, xem số A trước cái B sau nhá, à, số nào trước, số nào số sau nhá, số lốc này AB này, A đúng không? A giá trị là 16 này, đúng không? B là 1 này, tức là B là số trước, A là số sau, đúng không? B trước A sau, đúng không? Được chưa? 9 này, 16 đúng không? Đấy, 9 số sau này, 16 số trước này, đúng không? B trước A sau, đúng không? B số trước này, A số sau, được chưa? Mình muốn xếp theo chiều lớn tăng dần, đúng không? Tức là mình là 4 này, xếp thằng nhỏ trước, đúng không? Thằng to sau này. Đấy. Lưu ý nhá, A là sau này, B là trước này, không đánh, không bị lẫn nhá. Được. Đúng không? Nếu A lớn B, đúng không? Tức là A số sau, đúng không? Số sau này lớn số trước, đúng không? Thì muốn này, muốn thằng B trước A sau, đúng không? B số nhỏ, đúng không? B nhỏ, đúng không? B trước A sau này. Được chưa? Tức mình sẽ trong vòng này, đúng không? Mình muốn return ra số dương, đúng không? Return ra một số dương này, đó này, đúng không? Nhớ nhá, đến không này thì B trước A sau, đúng không? B là số sau này, được chưa? A đến B này, đúng không? Rồi A đến B này thì B trước A sau. Rồi nếu A nhỏ hơn B, đúng không? Mình muốn xếp theo chiều nhỏ trước lớn sau, đúng không? A nhỏ, đúng không? Thì muốn thằng A trước, đúng không? A trước là trường hợp này. Thì tên là số âm, đúng không? Tên âm. Số âm gì đấy? Còn trường hợp này, đúng không? A bằng B, đúng không? A bằng B. Được không, đúng không? Bằng giữ nguyên vị trí, đúng không? Đấy. Nếu mà nhỏ hơn không này thì xếp A là trước, đúng không? Đấy, nhỏ hơn không này xếp A là trước, đúng không? A số nhỏ, đúng không? B số lớn. Đấy. Nếu lớn không, đúng không? Thì nó cho B trước, đúng không? Trường này A là B, đúng không? Thì B số nhỏ, A số lớn, đúng không? Đấy. Chạy nhá. Con sẽ lốc cái thằng đầu ra này. Chiều tăng dần, đúng không? Đấy, mình đã xếp chiều nhỏ trước lớn sau này. Được chưa? Thì thằng này rút gọn, tại sao thành là mình lại gọn thành A chữ B đấy này nhá, đúng không? Nếu này A đến B, đúng không? Thì A chữ B là dương, đúng không? A chữ B dương thì A chữ B ở đây, đúng không? Đấy, nếu A nhỏ B này thì A chữ B âm, đúng không? Hay ở đây, đúng không? A B bằng nhau thì đương nhiên chỉ nhau không rồi, đúng không? A bằng B này, đúng không? Thì nó trừ nhau mà không, đúng không? Tức là sao, trong cả ba trường hợp, đúng không, thì đều return A chữ B, được chưa? Thì mình có thể bỏ đi, đúng không? Chỉ cần return A chữ B thôi, được chưa? Đấy, tương tự như vậy với trường hợp xếp từ lớn nhỏ, đúng không? Thì nó cũng phân ra ba trường hợp như vậy. Thì mình dựa vào cái logic nó nói sẵn cho mình này, đúng không? Mình xếp theo cái chiều lớn trước nhỏ sau, đúng không? Thì nó sẽ cũng rút gọn lại thành B chữ A. Đấy, đây lý do tại sao nhá.
xếp thì như thế này, được chưa? Đấy, đúng không? Làm bài nữa nhá. Ví dụ này, có một array đúng không? Nó xếp bất kỳ thế này đúng không? Anh em xếp cho mình theo chiều giảm dần nhá, giảm dần. Đấy, xếp chiều giảm dần. Mọi người làm cho mình bài này, sắp xếp thằng này theo chiều giảm dần, chưa? Phần này đơn giản đúng không? Rồi, phần sort đúng không? Đấy, cách dùng rất đơn giản đúng không? Rồi, mình chỉ việc return A chiều B hoặc B chiều A đúng không? Để ra cái chiều, được chưa? Giả sử nhá, mình có một cái bài khác như thế này, mình có một cái array chứa object đi, được chưa? Ví dụ nhá, mình có một cái array như thế này, chứa object này, cái trường này, tên này đúng không? Tùng chẳng hạn, tuổi này, 20, copy lên. Hòa chẳng hạn đúng không? Tuổi 29, Vũ chẳng hạn tuổi 15, Vinh chẳng hạn tuổi 21 đúng không? Hà chẳng hạn tuổi 25, thấy chưa? Bây giờ này mình muốn sắp xếp các thằng ở đây này theo tuổi tăng dần, và các ô này theo tuổi tăng dần thì mình làm như thế nào? Mình làm mẫu nhá. Xếp theo chiều tăng dần này, sắp xếp đúng không? Tuổi tăng dần đúng không? Thì mình sẽ làm như nào? Đây, mình sẽ làm như sau. Ở gốc đúng không? Gốc như này, chưa? Thì mình cũng là lấy tên array này chấm sort đúng không? Array chấm sort, được chưa? Đặt một cái biến mới này đúng không? Và new array bằng đúng không? Array gốc chấm sort. Trong này có function đúng không? Đấy, function này nhận hai số, tham số là AB chẳng hạn đúng không? Chưa? Lốc xem AB là cái gì nhá. Lốc nhá. Thì anh em biết là AB là từng phần tử trong array đúng không? Thì nó là object. Từng object trong array này. Chưa? Lần này nhá, từng phần tử là object nhá. Đấy. A đúng không? B này. Từng object trong này. Được chưa? Thì bây giờ mình sắp xếp theo tuổi trong này kiểu gì? Đúng không? Thì việc cần làm của mình này là mình cần phải truy xuất được vào trong tuổi đúng không? Mình phải lấy thông tin của tuổi này, được chưa? Lấy thông tin của tuổi của gì? Thì nhá, A đúng không? Đằng này. B đúng không? Đằng này đúng không? Và tuổi này. Thì A, B, object đúng không? Object. Thì vào trong này thì em làm kiểu gì? A chấm tuổi đúng không? Đấy, A chấm tuổi, B chấm tuổi đúng không? Được chưa? Thì mình có thể truy ra cái tuổi của nó đúng không? Trong này. Quy về những cái bài trên này đúng không? Đấy, gợi ý như vậy, anh em xét cho mình theo chiều tuổi tăng dần nhá. Đấy là cho người này. Xét theo chiều tuổi tăng dần. Đây. Thì cái này mình sẽ là giải quyết như sau, đúng không? Mình vừa gợi ý mọi người đúng không? Lấy tuổi này là A đúng không? Chấm tuổi, B chấm tuổi đúng không? Tại vì AB này là các cái object đúng không? Object. Đấy. AB object đúng không? Thì mới lấy tuổi đúng không? Thì A chấm tuổi này. Đấy, B chấm tuổi đúng không? Thì nó là các cái object tuổi bên trong này đúng không? Thì mình đã quy về cái bài bên trên đúng không? Bây giờ mình sẽ quy về này, xếp những cái này theo chiều tăng dần. Được chưa? Thì mình sẽ làm thế nào? Return đúng không? A chấm tuổi chữ B chấm tuổi.
thế này thì nó sẽ lấy tuổi ở trong object đúng không? Đấy, nó so sánh với nhau thằng nào có tuổi to đúng không thì đứng sau, thằng nào tuổi nhỏ đứng trước. Chưa có slope thì vào đây. Đấy, thì nó sẽ cho mình theo chiều tăng dần đúng không? 15 này, 20, 21, 25, 29. Không? Đây nhá, đây là cách sắp xếp các cái object trong array theo chiều tăng dần. Rồi, đây là với những cái cách sắp xếp trong array nhá. Tiếp theo này. Mình xem qua cái nội dung bài chứ nhá. Ở đây nhá thì nó sẽ có ngoài cái việc sắp xếp này ra này, nó sẽ có một số những cái về thoát thông dụng tiếp nhá. Thứ nhất này, đúng không? Là mình có ở đây này, một cái ở đây. Bây giờ nhá, mình muốn này thêm một phần tử trong array này kiểu gì? Thêm mà đúng không? Thì như buổi trước mình học đúng không? Thì mình chỉ phải là array thứ tự này đúng không? Array.len. Vâng. Bằng một giá trị mới không? Thì nó thêm vào đúng không? Cái ba này đúng không? Thì nó thêm vào cái giá trị đúng không? Vị trí len này đúng không? Thằng này đếm từ 0 này, 0 1 2 3 4 đúng không? Nó dài này, 1 2 3 4 5 đúng không? Đấy thì nó thêm vào vị trí thứ 5. Thằng này đúng không? Cứ sau thằng 6 đúng không? Đấy. Đấy. Một là mình có thể dùng kiểu này array ở vị trí array đúng không, bảng này để thêm vào đúng không. Cách thứ hai đúng không, phải thằng để thêm từng tháng một, từng tháng một thì thích kiểu này đúng không. Còn mình muốn thêm nhiều thì sao, thì sẽ là array chấm push, push nhá là thêm vào cuối nhá dưới này đúng không. Và trong này nhá mình có thể mình thêm nhiều thằng một lúc. Chứ ví dụ nhá, mình muốn thêm số 10 này, 11, 12 này. Thì nó sẽ chèn ba số này cuối đây. Đúng không? 10 hoặc 12 này. Chưa? Có những kiểu lúc nãy đúng không? Như này thì mình chỉ có thể thêm từng tháng 1 đúng không? Đấy mình thêm vào vị trí này, từng tháng 1. Đấy mình có thể mình muốn làm kiểu kia đúng không? Ba dòng này. 10 này. 11 đúng không? 12. Chưa? Kiểu này nó cũng được nhưng mà nó dài đúng không? Đấy thì mình có thể dùng thằng push này, chưa? Push đúng không? Chấm push cho tất cả những thằng cần thêm vào trong này. Đúng không? Đấy. Push nhá. Thêm vào cuối này. Đúng không? Mình tổng lại một chút đúng không? Sort. Để sắp xếp. Sắp xếp. Thì cứ nhớ cho mình nhá. A chữ B đúng không? Return A chữ B. A chữ B đúng không? Là xếp tăng dần. Return đúng không? B chữ A là xếp giảm dần. Đấy. Cứ nhớ đơn giản cái này nhá. Được. Sợ đúng không? Anh em return A chữ B là xếp tăng dần, B chữ A xếp giảm dần. Đấy. Còn tiếp theo là push đúng không? Push là thêm vào cuối, thêm vào cuối array, thêm cuối array này và đấy nhá đúng không, nó thay đổi array gốc đúng không, bắt đầu này đúng không, chạy push này thì array gốc đây từ thằng này đúng không thành thằng này, chưa push đúng không, thay đổi array gốc, thay đổi array gốc này. Nhá. Thằng sort này sao, có thay đổi ở đây gốc không? Thử nhá. Thằng sort đúng không? Sort này. 15 đúng không? Sort này nhá, nó cũng sẽ là thay đổi ở đây gốc nhá. Được chưa? Thì mình chỉ cần như này thôi. Vâng, 15, 21, 20. Chưa? Trong ba này đúng không? Riêng là sort là thay đổi ở đây gốc, được chưa? Nó thay đổi vị trí đúng không?
đấy, không thể giá trị chỉ là vị trí thôi, hiểu chưa? Thế này có thể bị hơi hưởng, có thể thử được. Vâng, thay đổi vị trí đúng không? Data cũng vậy đúng không? Chỉ thay đổi vị trí thôi. Thì không có data đúng không? Thì thay đổi nó cũng thể chơi được. Này nhá, thay đổi vị trí đúng không? Phần tử trong ở đây. Còn về giá trị trong ở đây không? Không đổi đúng không? Trị không đổi. Cái này không? Thằng này sửa vị trí nhá, đúng không? Còn giá trị thì có thể coi không đổi. Thằng này thay đổi gốc luôn nhá, sửa gốc luôn này. Đấy. Put sửa ở đây gốc. Bây giờ mình xóa này đi. Push này, thêm vào cuối đúng không? Đấy, còn mình thêm vào đầu thì dùng cái gì? Thì dùng cái là unship. Unship nhá, nó thêm vào đầu. Không? Thêm 10 này, 11, 12 vào đầu đúng không? Và thằng này cũng là thay đổi ở đây gốc luôn đúng không? Cuối này unship thêm vào đầu thay đổi ở đây gốc push đúng không? Unship để chưa? Để thêm này. Còn xóa hay sao? Xóa nhá. Thì xóa cuối này thì mình sẽ có thằng pop. Pop. Được chưa? Là xóa cuối. Đúng không? Và thằng này cũng là thay đổi ở gốc đúng không? Và nó xóa một thằng đúng không? Đấy, mình thử cho tham số trong này nhá. Mình thử cho số 5 trong này này. Xem nó xóa được gì khác không nhá. Không? Vẫn chỉ xóa một thôi đúng không? Pop này đúng không? Nó xóa một phần tử cùng nhá. Chưa? Vì cho bất kỳ tham số gì vào trong này này, nó chỉ xóa một thôi. Chưa? Pop xóa một thằng cuối. Pop đúng không? Cú này. Xin này. Xóa một phần tử cuối cùng. Cuối cùng trong ở đây phải 61 thôi nhá, pop chỉ 61 thôi. Đấy. Ngược lại pop thì mình sẽ có thằng ship. Ship là xóa đầu và mình cũng thử chạy rồi nhá, xóa đầu này không mất số 1 đúng không? Mình cho tham số khác nhá, thử cho số 5 trong này thì sao, nó xóa nhiều hơn không? Cũng chỉ xóa một đúng không? Giống pop đúng không? Chỉ xóa thằng đầu tiên thôi, được chưa? Ship xóa phần tử đầu tiên đúng không? Tiên kể chưa? Mình sẽ có bốn cái mới nhá để chỉnh sửa ở đây này đúng không? Push đúng không? Là thêm vào cuối đúng không? Unship là thêm vào đầu này. Chưa? Pop đúng không? Xóa cuối. Ship xóa đầu này. Hai này xóa một nhá. Rồi. Ví dụ đi, được chưa? Anh em làm lại cho mình cái bài này đi. Có hai ở đây này, đúng không? Ở đây một này. Ở đây hai đúng không? Đấy. Bây giờ đúng không? Mình muốn ghép hai array này là vào với nhau đúng không? Ghép này thành kiểu thằng một trước thằng hai sau đúng không? Thành kiểu như này. Cùng này. 5 này, 6, 8, 6 đúng không? Dưới này. 2 6 8 9 10 này đúng không? Thằng này trước này đúng không? Thằng sau, được chưa? Thì mình dùng cái gì? Dùng push đúng không? Đấy. Thì em push vào trong này được.
nhá. Những bài hôm qua nhá, mình dùng làm push để làm là bài hôm bữa trước, đúng không? Thì bạn cấp vừa làm đúng không? Cấp bạn cấp vừa làm này là bạn ấy sẽ lấy phần tử cái thằng for qua thằng thứ hai đúng không, và lấy từng phần tử trong này push vào cuối thằng nhất đúng không, chỗ này chạy cùng for này đấy. Ở trong thằng array hai đúng không, y đúng không, nhỏ hơn array hai chấm len đúng không, y cộng cộng và mình sẽ len trừ một thì em nhỏ hơn bằng đây, nhỏ hơn đúng không, rồi mình sẽ lốc nhá array hai đúng không, phần tử y này thì nó ra từng phần tử trong này đúng không, 2 6 8 9 10 này chưa, mình lấy từng thằng này đúng không, mình cho thằng ở đây này đấy. Lấy từng thằng đúng không, từng thằng ở đây chấm push đúng không, cái phần tử ở đây hai thứ y này đấy, thằng này đúng không, nhét vào thằng này đấy. Thì kết quả trở ra này đúng không? Nó sẽ là ở đây này đúng không, có thêm các phần tử của thằng này vào. Mọi người bài nào chưa được thì chữa vào nhá. Không? Ngoài ra mình có một cách nữa để mình làm nhanh cũng không? Đấy, thì mình sẽ làm kiểu gì, mình sẽ có một cái kiểu như sau, có thể làm kiểu sau nhá, cách khác này. Như ở đây này đúng không, trong này nhá mình sẽ cho ở đây thứ nhất này đúng không, là ở đây thứ hai này chưa, mình cho như này thì sao, thì nó sẽ ra kiểu này đúng không, sorry như array tạm thời comment này lại nhá, cho vào này nó sẽ có cho hai array chung với nhau không, nhưng mà vẫn có cái dấu ngoặc vuông này chưa. Thế thì làm kiểu gì, mình thể nhá thêm ba chấm vào đây cho nên sẽ lấy từng từ trong này nó giải ra đây, lấy từng từ trong array hai này cho đây ra này. Đấy nhá, đây gọi là rest array đúng không? Thì mình sẽ lấy từng phần tử trong array này giải ra đây, chưa? Đúng, lấy từng phần tử trong array giải ra ngoài nhá. Đúng rồi, em có thể em kiểu này. Array.put đúng không? Put cái thằng array 2. Này. Đúng không? Có nhiều cách đúng không, em dùng for thì dùng kiểu này chưa? Đây là cái kiểu mới nhá, mình sẽ dạy thêm được chưa, cái cú bắt ba chấm này nhá gọi là rest array được chưa, thì mình sẽ lấy từ một trong này giải ra ngoài chưa? Anh em chữa cả hai cách nhá. Nhá push này đúng không, đấy thì cái thằng push đúng không, pop put đi pop này, put thì thêm nhiều không, không pop 61 thôi được chưa, đấy thằng ship cũng chỉ 61 thôi, thằng này có thể thêm nhiều này. Đấy, ví dụ nhá, mình có một cái method nữa này, đây đây mình đang thêm đúng không, thêm đầu cuối đúng không và xóa đầu cuối đúng không, bây giờ nếu mình muốn thêm và sửa ở giữa thì sao, thì dùng cái gì, sẽ có một cái nữa là cái slide, làm slide nhá, nhầm supply, sorry supply supply xe này supply chưa supply đấy, thì dùng như thế nào, thằng này nhá nó sẽ đa dụng hơn thằng push post các thứ kia. Đây mình sẽ ví dụ này, ví dụ nhá mình có array này đúng không, bây giờ mình muốn này xóa thằng một cái thằng bất kỳ ở giữa đúng không, mình muốn xóa một cái thằng ở vị trí 0 1 2 3 chẳng hạn, xóa thằng này đi đúng không, thì mình xóa kiểu gì như sau, thì dùng thằng supply nhá, thằng supply này sẽ có các tham số như sau,
Đầu tiên nhé là đặt tên array này đúng không, chấm supply, trong này nó sẽ nhận mà các thông số như sau này. Đa số nhất là cái vị trí mình muốn bắt đầu sửa, điểm bắt đầu này, bắt đầu sửa này, chứ mình muốn sửa thằng số 6 đúng không, 0 1 2 3 số 3 đúng không. Tiếp theo này, delete count, số lượng phần tử xóa đúng không, mình muốn xóa một chẳng hạn đấy, thì mình cho một ở đây, xóa một thằng, được chưa. Còn ở đây ngoài này là cái gì, là những thằng muốn thêm vào, thêm vào thằng vị trí số 3 này, được chưa. Ví dụ nhá, mình xóa này, không thêm gì cả nhá, thì như này, được chưa, đúng không. Thế mình sẽ đến vị trí số 3 này, 0 này, 1, 2, 3, xóa thằng này đi, đúng không. Có sẽ lốc ở đây này, kết quả trở về. Đúng không? Nó sẽ là 1, 5, 6 này. Gì đấy? Chỗ nào đây nhỉ? Đây, chúng mình chưa lưu nhá. 1, 3 đúng không? 1, 2, 3 này, được chưa? Rồi 8, 9, 4, 5 luôn này, 8, 9, 4, 5 luôn đúng không? Mất 6 đúng không? Tức là nó đến vị trí thứ 3 đúng không? Xóa một thằng tử đúng không? Mình có xóa hai thằng tử xem đây đúng không? Xóa 2. Thì nó xóa thẳng 6 8 này. Đúng không? Đấy thì còn là 1 2 3 đúng không? 9 4 5 đúng không? Điểm đầu này, điểm bắt đầu đúng không? Bắt đầu chỉnh sửa này. Đây là số lượng xóa đúng không? Mình không xóa thì sao? Không. Chứ, thì nó không xóa gì cả đúng không? Đến vị trí đấy nó không làm gì cả đúng không? Vẫn 1 2 3 6 này, 8 9 4 5. Được chưa? Còn nếu muốn thêm vào thì sao? Thêm vào nhá. Thì cho đằng sau này đúng không? Thêm những cái gì thì cho sau này đúng không? Mình muốn thêm là đây này đúng không, 1 2 thì nó đến số 3 đúng không, nó chèn vào 10 1 12 không xóa đúng không, thì nó chèn vào đúng không, 0 1 2 3 này không, chèn 10 1 12 này vào số 6 này, 6 để ra sau được. Đấy nhá, đây là mình thêm đúng không. Đấy, cái thằng supply này mình tóm tắt lại nhá, thằng này sẽ có ba tham số đúng không. Tham số nhất là điểm bắt đầu này, điểm bắt đầu đúng không. Tham số thứ hai này là số lượng xóa. Còn những thằng còn lại đúng không, là những phần tử sẽ thêm vào thêm mới, đúng không? Thêm mới bao nhiêu tùy thích, được chưa? Đấy. Tức không? Với thằng này đúng không? Mình có thể mình xóa này, nếu chỉ muốn xóa nhá, chỉ xóa này, đúng không? Chỉ xóa thì mình dùng hai tham số đúng không? Đấy thì nó sẽ là supply này, đúng không? Điểm bắt đầu và số lượng xóa đúng không? Hai cái này. Nếu mình chỉ muốn xóa đúng không thì mình cho hai tham số này đúng không. Còn nếu mình chỉ muốn thêm này, chỉ thêm nhá đúng không, thì mình sẽ có đủ các tham số đúng không, nhưng mà tham số xóa này bằng không đúng không, xóa bằng không thì nó không xóa đúng không, chỉ thêm đúng không, còn lại thì thằng thêm vào đúng không. Đấy. Còn mình muốn vừa sửa đúng không, vừa thêm vừa xóa thì sao, thì mình sẽ có đủ cả ba tham số đúng không, cả ba tham số này, vừa thêm này đúng không, vừa xóa thì đủ ba tham số này đúng không, thì thằng này khác thay đổi cái số xóa bao nhiêu thì đúng không. Đấy, thêm bao nhiêu thì thích, được chưa, điểm bắt đầu này đúng không, xóa bao nhiêu thì thích này, thêm bao nhiêu thì thích, được chưa, vừa thêm vừa xóa. Đấy, thằng này sẽ đa dạng hơn nhá đúng không, có thể xóa này, sửa này đúng không, có thể vừa thêm vừa xóa. Đấy, đây nhá đúng không, mình dùng như này. Còn nếu như này mình có một cái biến mình hứng kết quả thì sao, một cái thằng hứng nhá, và này new array còn này thì sao, ví dụ nhá mình xóa ba phần tử chẳng hạn, chỉ này đúng không, xóa ba thằng, ba này đúng không, thì thằng này nó ra cái gì, thằng
thằng này đúng không, nó sẽ là ba thằng bị xóa đi đúng không? Còn số đông nhá, ở đây gốc này đúng không? Ở đây gốc đúng không? Từ như này đúng không, mất 3 thằng 6 8 9 đúng không, thì còn lại là 1 2 3 4 5 thôi đúng không? Đấy. Thằng kết quả hứng đúng không, là những thằng bị xóa đi, được chưa? Tức là với thằng supply đúng không, đấy, đầu ra này, đầu ra nhá, là những phần tử bị xóa. Đầu ra là những thằng bị xóa này đúng không, như này làm gì, do đúng không, thằng supply này đúng không, nó sửa trực tiếp vào thằng ở đây gốc đúng không, đấy, tránh hợp mình xóa nhầm cái này đúng không, nó sẽ cho mình cái cơ hội backup lại. Được chưa? Nếu xóa nhầm đúng không thì mình sẽ là supply lại đúng không, vị trí đấy đúng không, xóa không đúng không, và thêm những thằng như ở đây này đúng không. Ví dụ nhá, mình xóa đúng không thì ở đây này đúng không, ở đây này của mình sẽ thành chỉ còn lại như này đúng không, mất ba thằng này rồi đúng không. Bây giờ này mình muốn quay lại về bắt đầu đúng không, đấy thì mình lại ở đây gốc này đúng không, chấm supply lại đúng không, vẫn điểm đầu đầu ba đúng không, ba này bây giờ mình không xóa nữa đúng không, mình muốn bù lại đúng không, bù lại này cho này vào đúng không, chưa thì đấy như cũ đúng không. Chưa đúng không, tức là mình sẽ có đầu ra này để phòng trường hợp mình xóa nhầm, được chưa? Đấy, để em thử cho mình cái này nhá, thử tất cả trường hợp đúng không, chỉ xóa này chỉ thêm đúng không, vừa sửa xóa và thử backup lại cho mình. Thì em nói lại một chút này đúng không, với thằng supply nhá đúng không, thì mình có thể vừa thêm vừa xóa đúng không, vừa thêm vừa xóa trong ở đây của mình đúng không. Đấy. Nếu chỉ xóa đúng không thì tham số thứ hai thì không có tham số thứ ba đúng không, chỉ xóa này thì mình không có phần thêm vào đúng không, đấy, chỉ thêm này đúng không thì mình cho xóa một không và thêm vào, vừa thêm vừa xóa thì có đủ cả ba đúng không, đấy và đầu ra này nó là những thằng bị xóa, được chưa? Và nếu anh em muốn quay lại về bắt đầu đúng không thì mình cho cái bắt đầu này ở đây gốc này đúng không, supply điểm bắt đầu đúng không như cũ, không xóa đúng không, và cho những thằng bị xóa vào. Đấy là supply nhá, thử bài này chưa. Ví dụ đi, mình muốn xóa đúng không, xóa một cái phần tử ở vị trí giữa của array chính giữa, xóa một phần tử đúng không, ở chính giữa đi, array đúng không, tức là nếu array mà có ở đây của mình là có 8 phần tử đúng không, thì nó xóa thằng thứ tư đúng không, ở vị trí thứ tư, cho xóa cho mình thằng vị trí thứ tư nhá, xóa đúng không, 8 phần tử đúng không, ví dụ này, ví dụ có 8 phần tử đúng không, thì 8 chia 2 là 4 đúng không, đấy thì xóa cho mình thằng thứ tư, được chưa? Lấy len này chia đôi nhá và xóa thằng thứ tư cho mình, xóa thằng vị trí các chia này cho mình. Đó, ở đây này có 8 phần tử này thì xóa cho mình một thằng ở chính giữa, một kiểu như vậy, từ sáu một thằng thôi, từ sáu mình một thằng chẵn đúng không, thì đang là 8 chia 2 4 đúng không, còn nếu lẻ đúng không thì mình cứ xóa cho mình cái thằng làm cho xuống, được chưa? Không, mình đang muốn chính giữa theo kiểu phép chia độ dài này, cứ độ dài chia đôi cho mình, độ dài chia đôi nhá, rồi xóa cái thằng vị trí đấy đúng không, nếu mà là lẻ đúng không thì ra 4,5 đúng không, thì cứ xóa cho mình hai thằng, cả thằng 4 thằng 5. Đó. Ví dụ nha đúng không, nếu là số chẵn này thì xóa thằng phép chia này đúng không, len chia đôi đúng không, còn nếu là số lẻ chẳng hạn, ví dụ lẻ đúng không, 9 chia 2 4,5 đúng không, thì xóa cho mình cả thằng 4 cả thằng 5, được chưa? Hai thằng này thử nhá, nếu chẵn số 1 đúng không, nếu leo mà chẵn số 1, nếu leo mà lẻ số 2.
và cái làm tròn nhá. Để làm tròn này thì anh em sẽ cho mình cái nhá, làm tròn xuống nhá, làm tròn xuống này thì mình sẽ có là mát chấm floor nhá, sàn đấy đúng không, giá sàn làm tròn xuống đúng không, ví dụ nhá của 4,5 này, lốc này nhá 4,5 đúng không? Làm cho xuống 4,5 này là 4 đúng không? Đấy, em thử nhá, làm cho xuống này đúng không, thì xóa thằng giá trị này đúng không, và thằng giá trị này không, một nó lẻ em chỉ việc lấy độ dài chia đôi ra đúng không, rồi supply cái vị trí đấy 61 đúng không. Đấy, nếu mà len là chẵn thì 61 đúng không, len lẻ thì supply vị trí đấy xóa 2 đúng không, lấy floor đúng không, xóa 2 được rồi đấy nhá, supply đúng không, là mình có thể mình thêm này đúng không, xóa đúng không, sửa này đầy đủ luôn đúng không, thêm sửa xóa bằng thằng supply này. Rồi, tiếp theo nhá, mình sẽ có một thằng nữa là thằng slide. Slide này cũng giống na ná, nghe na ná thằng slide đúng không, thằng này khác một chút được chưa. Thằng này nhá, nó sẽ dùng làm gì, nó sẽ là để tạo ra một cái array mới từ array gốc chưa, và mình sẽ là cắt một cái phần trong array gốc ra để mình dùng. Ví dụ nhá, mình có array gốc là như này đúng không, ví dụ này mình mới lấy ra muốn lấy ra nhá 4 thằng cuối chẳng hạn, chưa lấy ra 4 thằng từ cuối này. Đấy, thì mình sẽ làm như thế nào? Và mình cắt từ vị trí này 1 2 3 4 5 đúng không? Vị trí 5 này, đỉnh cuối đúng không? Slide. Và nhá, một array mới này. Bằng này. Chấm slide đúng không? Cắt từ vị trí nào? 0 1 2 3 4 đúng không? Vị trí thứ này, đến cuối chẳng hạn đúng không? Mình cắt đến cuối đúng không? Thì mình sẽ là cắt đến leo. Rồi chấm len điểm đầu này, điểm cuối đúng không, vừa đây nhá, ra bốn được cuối đúng không. Đấy, thì thằng slide này đúng không, là để cắt string chưa, slide này đúng không, thằng này để cắt string, để cắt string này, ta cắt cắt chuỗi này, cắt array đúng không, và cắt cả string được chưa, cắt array hoặc là string đều được chưa. Tham số như sau, slide này điểm đầu đúng không, đấy điểm cuối, để số lượng cắt nhỉ, thử nhau mình để là cắt xem có gì nhá, thử này cắt một điểm cuối đúng không, điểm cuối được chưa, đầu này cuối đúng không. Đấy, kết quả trở về array mới đúng không, kết quả này. Đấy, kết quả đúng không, trở về array mới và không thay đổi thằng gốc nhá, không thay đổi array gốc. Không thay đổi thằng gốc. Ví dụ này, array đúng không, vẫn dựng cũ đúng không. Đấy, tạo array mới này và không thay đổi thằng gốc, được chưa. Đấy, nếu như nhá, mình không cho tham số nào thì sao, không cho nào nhá, không cho tham số này thì sao, đấy toàn bộ cho điểm đầu cuối đúng không, thì nó cắt theo vị trí đến như mình cho đúng không, và không cho gì nó sẽ cắt toàn bộ. Đấy, thì thằng này nhá, thường được dùng để copy một cái array để xử lý đúng không, không ảnh hưởng đến data gốc chưa? Copy này để mình thêm sửa xóa tùy ý mình đúng không, và không làm mất data gốc của mình như vậy chưa? Thường dùng để copy cắt đúng không, và thằng này nhá dùng được với cả string. Còn ví dụ nhá, mình có một cái string này và đúng không, cái này đúng không, string đúng không, chấm slide. Đấy, từ thứ tư đúng không,
đến string chấm leo này. Cắt chuỗi đúng không? Ok đúng không? Thứ tư này, 0 này, 1 2 3 4 đúng không? Chữ O. 0 1 2 3 4 đúng không? Chữ O này đúng không? Cắt đến cuối. Chưa? Ví dụ nhá, mình đảo ngược vị trí sao, đúng không? Thằng trước là số 10 chẳng hạn, thằng sau là số 4 thì sao? Cắt không? Không cắt nhá, được chưa? Phải đúng thứ tự đúng không? Theo từ trái sang phải đúng không? Từ trái này sang phải này, được chưa? Không đọc chữ còn lại nhá. Số nhỏ trước số lớn sau. Để nó cắt cắt trong khoảng đấy. Slide này đúng không? Cắt string và array đúng không? Kết quả trở về trong một cái bin mới hoặc array mới đúng không? Không thay đổi thằng gốc. Cú pháp đúng không? Slide điểm đầu đến cuối. Và trong thằng array nhá, nó sẽ còn có một số những cái khác nữa. Ví dụ này, mình muốn nhá ghép ghép cái thằng này với nhau này. Ví dụ nhá, mình có một cái array này chứa một câu nói đi, ở đây này chứa một câu này, các cái chữ này, hello, tôi là Sơn chẳng hạn đúng không? Ghép thành một câu thì làm thế nào? Thì mình dùng là chấm join, ở đây chấm join thì nó sẽ add đúng không? Add ornament to a string đúng không? Tức là sẽ ghép tất cả phần tử trong array này thành một cái đoạn string. Được chưa? Chấm join nhá. Join theo cái gì? Ví dụ nhá, mình cho join theo điều kiện là cách nhau dấu cách thì à? Thì sao đúng không? Thì nó sẽ và này string. Được chưa? Này. Slug này. String đúng không? Thì nó sẽ ghép phần tử này với nhau cách nhau bởi dấu cách. Được chưa? Đúng không? Theo tôi là Sơn này. Còn nếu này đúng không, mình có kiểu 15 này đúng không, tháng 5 15 này, năm này đúng không, 2020 chẳng hạn đúng không, mình ghép lại nhau bằng cái dấu xuống chẳng hạn đúng không, để nó ra kiểu này nhá. Rồi đúng không, là ghép các phần tử trong array với nhau và trả ra một cái string đúng không, và điều kiện ghép thì mình cho trong này. Đây là cái sẽ là cái thay thế cho khoảng cách ấy, đúng không? Giữa các cái phần tử này đối nhau bằng cái gì? Đấy, thì mình tổng hợp lại nhá. Có thằng hàm join này. Join đúng không? Để nối đúng không? Nối các phần tử trong array. Thành một cái string, một string. Đấy. Cú pháp này. Thì join đúng không? Array này đúng không? Chấm join. Và trong này là cái sẽ là cái thay thế khoảng cách giữa và khoảng giữa hai cái phần tử đúng không, cái ký hiệu gì đấy, dấu cách này hoặc là cái dấu trừ đấy thì anh em đúng không, string này và chèn vào giữa đúng không, giữa các phần tử đúng không. Cái phải là tức là cái phần trong khoảng không là cái phần chèn giữa phần tử này, được chưa? Cái phần chèn giữa phần tử này. Nhá. Ok. Mọi người làm thử cho mình cái thằng slide nhá. Làm cho mình hai cái này. Slide đúng không? Để copy một cái ở đây, đúng không? Và cái thằng join này để nối các phần tử trong đây với nhau. Làm cho mình hai cái thành nhá. Slide này, cắt ở đây cắt string này. Đó.
từ đầu đến cuối đúng không? Cắt từ thứ một này đúng không? Thứ hai chẳng hạn. Mọi người demo vào được chưa? Đúng không? Thì mình có bài tập nhá. Thử này. Nhá. Mình sẽ có một cái như sau. Có một cái ở đây như sau nhá. Ở đây này, đúng không? Tên này tôi đúng không, là này ông chẳng hạn, được. Kèm theo này các cái số này, tôi sinh ngày, tôi sinh ngày, sinh ngày này 20 đúng không, tháng 11 năm 1995 chẳng hạn, được chưa? Đấy, anh em nào nào nhá, ghép cái này một câu đúng không, rồi cách này còn là ghép với nhau bởi cái dấu ngày tháng năm đúng không, dấu trừ đúng không, đấy nào nào để tách ra đúng không, dùng slide không, tách riêng hàng này ra đúng không, thầy cách ghép nhau bởi dấu trừ một cách đúng không, thằng này ghép với nhau bởi dấu trừ này, và sau đó ghép hai lại với nhau. Thử nhá. Để ra một câu nói. Đúng không? Tôi là Tùng, tôi sinh ngày này đúng không? Thằng này nối nhau dấu trừ này, thằng này nối nhau dấu cách. Đấy. Đúng không? Bài này đúng không? Chỉ là mình cắt chuỗi đúng không? Cắt cái phần từ đầu đến cái chữ ngày đúng không? Thêm một cái array này. Và mình sẽ ghép lại với nhau đúng không? Là cắt từ thằng này đến cuối đúng không? Theo đây và ghép với nhau bằng số trừ đúng không? Đấy, tức mình sẽ dùng slide này. Slide cắt thằng này đúng không? Và slide cắt thằng này. Đấy. Sau đó mình sẽ ghép với nhau không bằng roi, lại ghép với nhau không thì ra một câu tiền đúng không, mình sẽ và này đúng không, chữ chẳng hạn đúng không, và chữ này đúng không, bằng cách là array này đúng không, chấm slide này được. Mình cắt lấy chữ đúng không, cắt từ đầu đúng không, đầu từ vị trí không đúng không, từ đầu này đến vị trí nào 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chẳng hạn, 7 đúng không? Có thể đếm theo bị 0 1 ở 0 0 1 2 3 4 5 6. Đếm từ 1 ra. Cứ thử nhá, được chưa? Nếu không thì mình sửa. Sorry. Sửa đọc chữ này. Ok, 0 7 đúng không? Ngày này. Đấy. Ghép vào đúng không? Ghép lại thành một cái chữ này đúng không, tôi thì là Hùng này đúng không, tôi sinh ngày đúng không, đấy thì có thể mình chấm roi đi luôn, được chưa? Chấm roi luôn này, roi vào số cách đúng không, đấy. Thì lốc chữ nhá, xem ra cái đoạn tích hay không, đúng không? Tôi là Hùng này, tôi sinh ngày này, được chưa? Và đúng không, số này, được chưa? Bằng slide phần còn lại đúng không, từ vị trí nào 0 1 2 3 4 5 6 thứ 7 đúng không, 7 hết đúng không, 7 đến len, được chưa? 7 này đến đâu đây chấm len thì lốc số là cái gì nhá, có phải những cái sừng thẳng cuối không, đúng không, có đúng không, rồi mình sẽ gộp nó lại cách nhau một cái dấu suộc ngày tháng năm đúng không, chấm roi bởi cái dấu suộc này đúng không, thì lốc trong số là cái gì nhá, ngày tháng năm đúng không, bây giờ mình sẽ ghép chuỗi này với nhau đúng không, đấy con stock ra này, chữ cộng số đổi cách đúng không, bởi vì thầy dùng roi đúng không, đấy, thì con stock này thôi chữ cộng số cách này.
chữ cộng số đúng không, số cách ở giữa được. Đấy. Thì mình sẽ là tôi tên là đúng không, tôi sinh ngày này đúng không, mình sẽ ghép chữ với nhau đúng không, ghép số với nhau này được chưa, các nhau là dấu trừ là dấu số, cái đấy tùy anh em, và mình ghép hai thằng này lại với nhau. Rồi thì mọi chữ bài này nhá, và buổi này kết thúc đây nhá, được chưa? Thì mọi người về nhà làm phần bài tập ở trong nó sẽ bị cho bài tập nhá, sẽ có cái phần là array method ấy đúng không, thì em về nhà làm nhá. Bài tập trên này notdemy.vn số bài tập này. Lát nhỉ. Đấy, cái buổi mà method đấy đúng không? Còn bài về method đấy. Đấy đúng không? Buổi 6 này, dùng method này đúng không? Thì đào cho mình nhá, cái phần về array method, được chưa? Array method khá là nhiều bài đấy, anh em cố gắng làm hết nhá, cuối tuần sẽ dài đúng không? Hết cho mình phần chủ đề array method, được chưa? Đây đúng không? Sort, filter, map các thứ này. Chà, đúng không? Thế đến đây. Là trên 40 đầu nhá, 40 đầu. Được không? Làm 40 đầu nhá. Thì nội dung thì cách làm mình đã hướng dẫn hết trong buổi này rồi, được chưa? Về nhà anh em tự làm cho mình. Rồi, và anh em chữa nước bài này nhá. Rồi, cái buổi này. À, đây, anh gửi notdemy.vn nhá. Notdemy này. Notdemy.vn số bài tập. Nhắn lưu trong các bạn. Lưu trong các bạn. Đấy, enter nhá thì nó sẽ vào cái trang này. Chưa? Thì chọn phần khóa nốt Z nhá. Đấy, rồi chọn cái bài method ấy. Từ method này. Đấy, làm cho anh cái phần, làm cho mình cái phần array method nhá. 40 đầu, chưa? 40 đầu. Đấy, rồi, còn bài này anh em chữa được chưa? Chữa không chưa? Được đúng không? Về nhà làm bài nhá. Rồi, thì buổi này kết thúc ở đây, mọi người có câu hỏi gì không? Bạn Nhi. Và Nhi yên tâm, à, anh Nam ok đúng không, không vấn đề gì đúng không. Rồi à, thế mọi người về nhà à, mời hôm nay nghỉ đây nhá, anh em cuối tuần làm bài nhá, được chưa, tuần sau mình học tiếp sang những phần về cái string method các thứ này, mọi người ở nhà có thời gian tìm hiểu thêm nhá, cho mình về những cái string method này đúng không, date method và mat. Rồi chào anh em nhá, à, chào anh Nhi, chào anh Thiện, chào anh Nam, chào cấp nhá. Chào bạn. Okay.